quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 11, Hội đồng bầu cử bang North Carolina thông báo đã có hơn 4,2 triệu cử tri tại bang này đi bỏ phiếu sớm, đánh dấu kỷ lục mới và vượt qua con số ghi nhận năm 2020. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đặc biệt cao tại các hạt miền Tây chịu ảnh hưởng của cơn bão Helen vượt xa phần còn lại của bang. Bầu cử sớm kết thúc vào ngày 2 tháng 11 vừa qua đã trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều chu kỳ bầu cử tại bang chiến địa này. Người dân có thể đồng thời đăng ký và bỏ phiếu tại các điểm bầu cử sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền công dân. 4 năm trước, một kỷ lục đã được lập nên khi khoảng 3,63 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm tại hàng trăm điểm bỏ phiếu trên toàn bộ 100 hạt. Tuy nhiên năm nay, con số này đã bị xô đổ vào ngày 31 tháng 10, chỉ vài ngày trước khi thời gian bỏ phiếu kết thúc. Tính đến sáng ngày 3 tháng 11, tổng cộng 4.465.548 cử tri, tương đương với 57% trong số 7,8 triệu cử tri đã đi đăng ký của bang, đã bỏ phiếu. Số cử tri này đã tính cả những người bỏ phiếu qua đường bưu điện. Các quan chức cho biết tỷ lệ này có thể cao hơn do sự chậm trễ trong việc cập nhật dữ liệu, đặc biệt là ở 25 hạt ở phía Tây, chịu ảnh hưởng của cơn bão Helen. Tỷ lệ cử tri bắt đầu đạt 58,9%, cao hơn khoảng 2% so với toàn bang. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm trong năm nay cũng phản ánh nỗ lực của Đảng Cộng Hòa ở bang này nói riêng và trên toàn quốc trong việc khuyến khích người dân đi bỏ phiếu sớm. Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt với cuộc bầu cử năm 2020 khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua bưu điện tiềm ẩn nhiều gian lận mà không có bằng chứng cụ thể. Ngoài cuộc bầu cử Tổng thống, cư dân của North Carolina còn có các thống đốc mới, người đứng đầu cơ quan tư pháp của bang và nhiều vị trí cấp bang khác cùng với hạ nghị sĩ. Không có ứng cử viên nào có cách biệt lớn hơn 2% ở bất kỳ bang nào trong 7 bang chiến trường. Theo kết quả thăm dò dư luận của The Hill và tổ chức Decision Desk HQ vừa công bố vào ngày 1 tháng 11. Tại 3 trong số 7 bang được coi là bức tường xanh của Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cách biệt giữa hai ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa là dưới 1%. Gần 70 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, nhưng việc suy đoán kết quả cuối cùng từ các số liệu bỏ phiếu thường không đáng tin cậy. Truyền thông Mỹ nhận định rất khó dự đoán kết quả của cuộc bầu cử nếu chỉ dựa vào dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm bởi có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng bang. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua đang rất gay cấn và có vẻ ông Donald Trump có một chút lợi thế. Cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn trước ở nhiều bang chiến trường hơn đối thủ Harris trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất. Trong cuộc thăm dò của tổ chức Decision Desk HQ, ông Trump dẫn đầu ở 6 bang. Trên các web khác, ông dẫn đầu ở 5 bang. Sự chênh lệch bắt nguồn từ Wisconsin, nơi 3 trang web khác cho thấy bà Harris dẫn trước và cuộc thăm dò của tổ chức Decision Desk HQ cho thấy ông Trump dẫn trước. Ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris vẫn nhận được sự ủng hộ từ cử tri Mỹ nhiều hơn đối với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo khảo sát được ABC News công bố ngày 3 tháng 11, tờ The Hill dẫn số liệu và biểu đồ của ABC News và IPSOS công bố ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ cho thấy sự ủng hộ đến từ cử tri trên toàn nước Mỹ dành cho bà Harris ở thời điểm ngày 1 tháng 11 vẫn nhiều hơn ông Trump 3 điểm phần trăm, với tỷ lệ là 49% và 46%. Trước đó, số liệu hôm 22 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump lần lượt là 51% và 47%. Xét trên sự ủng hộ từ cử tri độc lập, bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump 5%, tức là 49% và 44%. Đối với các nữ cử tri độc lập, bà Harris bỏ xa ứng viên Cộng Hòa khi có tới 55% cử tri ủng hộ bà. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri này của ông Trump chỉ đạt 37%. Ngược lại, các cử tri nam độc lập lại mang lợi thế nhất định cho ông Trump khi có tới 49% cử tri thuộc nhóm này ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa, còn bà Harris chỉ nhận được 44%. Được biết, cuộc khảo sát trên ABC News và IPSOS có sự tham gia của 2.267 cử tri sinh sống trên toàn nước Mỹ. Dự kiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Giới quan sát nhận định, những gì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ làm khi quay trở lại Nhà Trắng là tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên 60%. Và áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác. Theo trang Project Syndicate,
chính sách này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, nhưng cũng làm giảm xuất khẩu của nhiều nước khác sang xứ sở cờ hoa, cùng một vài nước có cung cấp sản phẩm thay thế hàng hóa từ đại lục có thể được hưởng lợi. Các nền kinh tế phụ thuộc vào chuỗi cung ứng này bao gồm cả Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều công ty Hàn Quốc và Nhật Bản xuất khẩu các bộ phận linh kiện sang Trung Quốc để lắp ráp với các sản phẩm sản xuất tại đây, thành phẩm cuối cùng nhằm xuất khẩu sang Mỹ và những nơi khác. Ảnh hưởng của cú sốc thương mại Trump sẽ không dừng lại ở đó. Nếu thuế quan cản trở tăng trưởng ở Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu của đất nước có thể giảm, tác động thêm tới các nền kinh tế mà Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Các mức thuế đề xuất của ông Trump còn có hai tác động, ít nhất rõ ràng hơn và đều nằm ngoài mong muốn của Mỹ. Trước hết, chúng sẽ đóng vai trò là lực cản đối với hàng xuất khẩu của Mỹ sang nhiều nước, vì thâm hụt thương mại tổng thể của Mỹ ít chịu tác động của chính sách thương mại hơn sự thiếu hụt tiết kiệm quốc gia so với đầu tư. Do các mức thuế đề xuất của ông Trump khó có thể làm tăng đáng kể khoản tiết kiệm của Mỹ, nên việc giảm nhập khẩu của nước này sẽ tương ứng với việc giảm xuất khẩu của chính mình. Ngoài ra, tầm quan trọng tương đối của Mỹ với tư cách là đối tác thương mại với nhiều quốc gia sẽ giảm sút. Thứ hai, hàng rào thuế quan của ông Trump sẽ làm suy yếu trật tự kinh tế thế giới do Mỹ khởi xướng. Các biện pháp của ông có thể vi phạm nghĩa vụ pháp lý của Mỹ theo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tuy nhiên, Mỹ đã có nhiều năm làm suy yếu cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, nên cơ quan này khó có thể kiểm duyệt chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump. Điều này có thể dẫn tới cáo buộc Mỹ không chơi theo luật, đồng thời khuyến khích các nước khác áp thuế trả đũa hoặc chính sách bảo hộ khác. Các lãnh đạo của Iran và đồng minh đang chuẩn bị cho điều mà họ coi là kết quả khủng khiếp từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông Donald Trump trở lại nắm quyền. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Trump và đối thủ Kamala Harris vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Giới lãnh đạo Iran và các đồng minh của họ ở Liban, Iraq và Yemen lo ngại ông Trump sẽ giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 11 và điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn với họ. Theo các quan chức Iran, Ả Rập và phương Tây, mối quan tâm chính của Iran hiện nay là nguy cơ ông Trump sẽ ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, tiến hành các vụ ám sát vào các mục tiêu cấp cao và thực hiện chính sách gây sức ép tối đa thông qua việc tăng cường trừng phạt ngành công nghiệp dầu mỏ của họ. Họ dự đoán rằng ông Trump sẽ gây sức ép tối đa lên đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei để ép ông chấp thuận thỏa thuận kiềm chế phương trình hạt nhân theo những điều khoản mà Mỹ và Israel đặt ra. Sự thay đổi chính quyền ở Mỹ có thể mang lại những tác động sâu rộng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông và có thể định hình lại chính sách đối ngoại và triển vọng kinh tế của Iran. Các nhà phân tích tin rằng dù bà Harris hay ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần tới, Iran sẽ không còn đòn bẩy như trước đây, vì chiến dịch quân sự suốt một năm qua của Israel đã làm suy yếu lực lượng ủy nhiệm của Tehran, bao gồm Hamas ở dải Gaza và Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, lập trường của ông Trump được coi là có hại đối với Iran hơn do quan điểm ủng hộ Israel mạnh mẽ. Ông Trump sẽ đặt ra những điều kiện rất khắt khe với Iran hoặc để Israel tấn công các cơ sở hạt nhân nước này. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ hành động quân sự chống lại Iran. Abdelaziz Ansager, người đứng đầu nhóm nghiên cứu trung tâm nghiên cứu vùng vịnh, nhận định. Một quan chức cấp cao giấu tên của Iran cho biết, Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Chúng tôi lâu nay tiếp tục tìm ra cách để xuất khẩu dầu, tránh các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ, và đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với phần còn lại của thế giới, bất kể ai ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, một quan chức Iran khác cho biết, chiến thắng của ông Trump sẽ là cơn ác mộng. Trong bài phát biểu vận động cử tri vào tháng 10 vừa qua, ông Trump cho biết ông không muốn gây chiến với Iran, nhưng nói rằng Israel nên tấn công cơ sở hạt nhân của Iran trước, rồi lo phần còn lại sau, để đáp trả vụ Iran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel ngày 1 tháng 10. Kết quả là với sức ép của chính quyền ông Biden, Israel đã trả đũa bằng chiến dịch không kích nhiều mục tiêu quân sự của Iran, đặc biệt là các địa điểm sản xuất tên lửa vào ngày 26 tháng 10. Một hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út đi kèm với việc Riyadh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel cũng sẽ tạo nên thách thức đáng kể đối với ông Khamenei. Hiệp ước này đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng. Một liên minh như vậy chắc chắn sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, tạo nên mặt trận thống nhất hơn chống lại Iran, tác động đến vị thế địa chính trị và chiến lược của nước này ở Trung Đông. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến rất nhanh, sự ủng hộ từ các tỷ phú có tiếng đã đổ về cả hai phía.
Hiện tại bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của gần chục tỷ phú, trong đó có những cái tên quen thuộc như nhà quản lý quỹ phòng hộ kiêm nhà từ thiện George Soros và nhà đầu tư tỷ phú kiêm ngôi sao truyền hình Mark Cuban. Trong khi đó, phe Cộng hòa của ông Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ của gần 20 tỷ phú trước tháng 11. Chủ sở hữu Tesla Elon Musk không chỉ ủng hộ ông Trump làm tổng thống, mà còn nói rằng ông cũng sẽ sẵn sàng phục vụ trong nội các của ông Trump. Ông Musk cũng lên kế hoạch thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới của chính phủ mà ông Trump nói rằng ông Musk sẽ làm lãnh đạo. Ông Bill Gates, người sáng lập và là cựu CEO của Microsoft, các nguồn tin thân cận nói rằng ông Gates đã nói với The New York Times vị tỷ phú này đã từng công khai đứng ngoài chính trị, đã quyên góp khoảng 50 triệu đô la Mỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ hoạt động tranh cử của bà Harris. Trong một tuyên bố với tờ báo, ông Gates không xác nhận hay phủ nhận khoản quyên góp nhưng nói rằng cuộc bầu cử này rất khác. Ông Gates được cho là đã lo ngại về các chính sách kinh tế của cựu Tổng thống Donald Trump và khả năng cắt giảm các chương trình kế hoạch gia đình và y tế toàn cầu. Tiếp theo là Reed Hastings, đồng sáng lập và cựu CEO của Netflix. Vị tỷ phú này đã nhanh chóng cắt tấm xét trị giá 7 triệu đô la Mỹ cho siêu ủy ban hành động chính trị Super PAC hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris năm nay, nhiệt tình ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ sau khi kêu gọi ông Biden từ bỏ. Hastings đã nói hồi đầu mùa hè rằng Mỹ cần một nhà lãnh đạo dân chủ mạnh mẽ để đánh bại ông Trump và giữ cho chúng ta an toàn và thịnh vượng, và ông Biden nên bước sang một bên. Sau đó là Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn, nhà đầu tư mạo hiểm. Tỷ phú công nghệ Reid Hoffman đã ký vào một lá thư với các nhà đầu tư mạo hiểm, đồng nghiệp, bao gồm cả Cuban, tuyên bố ủng hộ cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Harris. Bức thư đó gọi việc ủng hộ bà Harris là cách tốt nhất để hỗ trợ sức mạnh an ninh và độ tin cậy liên tục của nền dân chủ và nền kinh tế của chúng ta. Tiếp theo là ca sĩ Taylor Swift đã ủng hộ bà Harris sau cuộc tranh luận trực tiếp, kêu gọi mọi người sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trước đó trong chu kỳ bầu cử để chia sẻ một video giả mạo về việc cô ủng hộ ông Trump. Gần đây tôi được biết rằng AI của tôi ủng hộ sai sự thật cho cuộc bầu cử tổng thống của ông Donald Trump được đăng trên trang web của ông ta. Nó thực sự gợi lên nỗi sợ hãi của tôi về AI và sự nguy hiểm của việc truyền bá thông tin sai lệch. Nữ ca sĩ viết trong một bài đăng trên Telegram, điều đó khiến tôi đi đến kết luận rằng tôi cần phải hết sức minh bạch và kế hoạch thực tế của mình cho cuộc bầu cử này với tư cách là một cử tri. Còn một số tỷ phú ủng hộ ông Donald Trump như Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và X. Ông Musk chính thức ủng hộ cho ông Trump vào tháng 7 sau vụ ám sát cựu tổng thống. Chia sẻ sự ủng hộ của ông trên nền tảng mạng xã hội X, Elon Musk vẫn là một người ủng hộ nhiệt thành cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong đó, siêu ủy ban hành động chính trị American PAC của ông Musk gần đây đã tung ra một loạt quảng cáo vào tháng 9 cảnh báo rằng bà Kamala Harris và những kẻ điên rồ sẽ thắng nếu bạn không đi bỏ phiếu. Có thể kể đến như Isaac Perlmutter, cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của Marvel Entertainment. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Perlmutter, người cố vấn cho chính quyền ông Trump, cho biết ông sẽ chi tiền cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của cựu tổng thống trong năm nay. Theo Open Secret, ông đã quyên góp 10 triệu đô la Mỹ cho chu kỳ bầu cử. Vị tỷ phú nổi tiếng với việc hồi sinh truyện tranh Marvel và bán nó cho Disney cũng quyên góp cho ông Trump vào năm 2020 trước đó.